Mà vợ lúc mà cưới bên Hàn Quốc xong về đây rồi nó nhiều chuyện không hợp nhau, để là em lấy vợ bên Hàn Quốc mà vợ là người Việt Nam hay người Hàn Quốc? Người Việt Nam. Và đến nay là 12 năm mới chia tay năm vừa rồi. Được bao nhiêu người con? 3 đứa gái. Bạn đó kiểu như là có dắt em về nhà, có gặp mẹ bạn đó, nhưng mà kiểu như là mẹ bạn đó chưa nghĩ ra là thời gian bạn đó phải là kết hôn, cho nên là từ từ tụi em nhảy ra thôi. Điểm chấm cho 10 điểm á. 10 điểm á. Đúng rồi, bạn này rất là dễ thương và nhìn rất là thông minh, có tố chất. Còn người bạn đồng nghiệp của mình thì sao, và tính tình như thế nào ạ? Anh là một anh hùng hào kiệt chị. Có nghĩa là mình là một anh hùng, là một người hùng. Em là đến khi nào thì kết hôn được? Em nghĩ là nếu như đúng người và khi đó em sẵn sàng thì em sẽ... Mai cưới luôn? Dạ chắc là chưa đâu ạ. Mai giỡn đi ạ, em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chưa nói em. Em là tuổi Thìn ạ, cung sư tử. Tuổi Thìn là năm bao nhiêu? 88 ạ. 88 ạ. Hỏi tuổi chị, họ coi bói hợp hay không hay gì? Có bấm không? Dạ em chắc là em muốn tìm hiểu thêm ạ, chứ em... Không bấm gì, giờ bấm hay không thôi. Em trai giới thiệu về mình. Em chào... Ngồi đi em, ngồi thoải mái. Chào MC Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan, chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Khương Huy Tư, tại khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Em đang sinh sống tại làm việc tại Bình Phước. Em sinh năm 1985. 85 là tuổi bằng Ngọc Lan bên kia đó. Khương Huy Tư, tên cũng lạ ha. Tư là 4 đúng không? Đúng rồi. Em làm công việc gì Tư? Em kinh làm mua bán bất động sản. Mua bán bất động sản. Đồ hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Mà giờ sống ở Bình Phước. Đang làm gì đó. Rồi ở thành phố Hồ Chí Minh giờ, hiện giờ đang có ai ở đây? Không có ai đây. Có nhà thành phố Hồ Chí Minh không? Có nhà mà mới bán. Bán rồi hả? Ừ. Giờ lên thành Phước lập nghiệp hả? Vâng. Rồi có nhà Bình Phước không? Có. Em ở Bình Phước với ai? Ông mình. Một mình. Vâng. Là nhà riêng của mình đó đúng không? Vâng. Rồi ba mẹ ở đâu? Ba mẹ ở quê. Quê là ở đâu? Quê ở thành phố Thanh Hóa. Anh chị em cũng ngoài đó luôn? Anh chị em ngoài đó. Em vào đây lập nghiệp? Em vào đây năm 2006 em đi Hàn Quốc, đến 2014 em về Sài Gòn. Đất Bình Phước giờ lên không? Giao dịch tốt anh ạ. Đang dịch tốt đúng không? Em là công ty bất động sản hay là đi bán? Ngày xưa em cứ mở sàn bất động sản nhưng bây giờ em làm văn phòng. Rồi. Ở lý lịch rất ngang của Khương Huy Tư. Rồi mời nhà gái ạ. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh ạ. Chị Ngọc Lan và bạn trai em tên là Kim Phụng ạ. Em sinh năm 88, hiện tại là em đang làm công việc đó là chuyên viên tư vấn hỗ trợ dịch vụ cho thuê nhà giá rẻ cho gia đình em ạ. Em sống ở đâu? Quê em là ở Vũ Thư Thái Bình, còn em sống ở Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Ở Hóc Môn. Ở đây thì em sống với Hóc ai? Hóc Môn. Dạ, ở với hai bác của em. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Tư? Điểm mạnh của em là cái kinh doanh, ham học hỏi. Bán bất động sản là lanh lắm á. Vâng. Có nhậu nhẹt gì, uống hút thuốc gì không? Em thì không ít nhậu nhẹt, thuốc thì có hút. Hút thuốc nhiều không? Cũng ít. Có hút thuốc, không nhậu nhẹt. Có hút thuốc chắc bị chê quá à. Để hỏi nhà gái coi, tính bỏ nhà trai có hút thuốc sao được. Tính bỏ rồi. Em nghĩ là nếu như là quen em thì em hy vọng là anh có thể bớt lại. Tại em nghĩ là trong công việc thì ai cũng có cần một cái sự xã giao của họ. Nhưng mà thí dụ như về nhà hay là đi giao lưu với mình thì không nên hút thuốc. Nhà gái rất là hay nha, đó là cái sự xã giao. Xã giao thôi mà. Đúng chứ rồi. Đâu ai muốn hút đâu. Ngày xã giao gặp 5 người hút 10 điếu thôi. Rồi ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì ạ? Ưu điểm của em đó là một người em nghĩ thôi đó là khá cầu toàn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra thì em có cái khả năng chia sẻ, thấu hiểu đối với những cuộc sống của mọi người. Em có thể giúp đỡ họ. Rồi, xin chào nhà Còn gái. Khuyết điểm là sao? Khuyết điểm đó là em thấy là mình hơi là một người mơ mộng. Hơi là một người mơ mộng. Rồi, bây giờ mình đi thẳng vô con đường tình duyên luôn. Đúng rồi. Trai sao? Em thì có từ nhỏ đến lúc lớn lên là 24 tuổi là mới quen vợ lần đầu tiên. Quen vợ lần đầu tiên? Vâng. Nghĩa là có vợ rồi đúng không? Vâng, có một vợ lúc cưới bên Hàn Quốc xong về đây rồi nó nhiều chuyện không hợp nhau để là... Em lấy vợ bên Hàn Quốc mà vợ là người Việt Nam hay là người Hàn Quốc? Người Việt Nam. Rồi, lấy được bao nhiêu năm? Được đến nay là 12 năm, mới chia tay năm vừa rồi. Được bao nhiêu người con? 3 bé gái. 3 bé gái luôn? Bé lớn là nhiêu? Bé lớn hôm nay 13 tuổi. Bé nhỏ nhất? Nhỏ nhất là 5 tuổi. Giờ ba bé gái đó ở với ai? Ở với mẹ. Mẹ đang ở đâu? Mẹ ở Sài Gòn. Tức ngày xưa hai người lấy nhau bên Hàn Quốc. Được. Rồi về thành phố Hồ Chí Minh làm ăn và mới chia tay đây thôi. Đúng rồi. Lý do gì mà có ba cô gái xinh đẹp rồi có vợ? Không có đồng quan điểm lắm. Không đồng quan điểm hả? Mục đích sống khác nhau. Vậy thì mình cũng ở với nhau 12 năm chứ. Dạ đúng rồi. Ở nhưng mà nói chung là nó nhiều cái không hợp nữa, là vì con nhưng mà cố nhiều lần lắm mà không được. 12 năm mà cũng không có đồng quan điểm với nhau ha.
cũng khó. Rồi ba đứa gái đang ở với mẹ. Dạ. Em mới gọi là di chuyển lên Bình Phước làm ăn. Dạ, lên đó 3 năm. Đó, lý lịch nhà trai vậy đó. Đường tình duyên, có vợ, ba con gái. Nghe trắc trở quá. Ừ. Nhà gái thì sao em? Dạ, em cũng xin chia sẻ đó là chỉ có 2 mối tình thôi ạ. À, trước đây thì thời đi học lúc 18 tuổi thì em có quen một bạn đó. Thì lúc đó chỉ là lo đi học thôi. Thì sau này là em không quen nữa. Lúc em học đại học thì em cũng có quen một bạn. Sau một thời gian tìm hiểu thì bạn đó kiểu như là có dắt em về nhà, có gặp mẹ bạn đó, nhưng mà kiểu như là mẹ bạn đó chưa nghĩ đó là thời gian bạn đó phải là kết hôn. Cho nên là từ từ tụi em ngã ra thôi. Tức là tụi em không đúng thời điểm. Dạ đúng rồi. Đó là mối tình sâu sắc của em. Dạ đúng. Bây giờ nè, cho Lan hỏi nè, cái mong muốn khi mà mình bắt đầu mối quan hệ mới thì mình muốn có một người phụ nữ như thế nào ạ? Em muốn một người phụ nữ là thông cảm cho nhau, hiểu nhau, có chung mục đích sống, mong muốn là như thế. Giữ hiền hay là nói nhiều hay là ít nói? Không càm ràm, không càm ràm. Không càm ràm. Nói chung là chuyện là không thích nhắc lại cái chuyện cũ. Ví dụ như là cái ở đâu thì mình giải quyết ở đó. Chứ mình không đừng có xong rồi năm ngoái rồi năm nay mình lại lôi ra mình lại nói lại. Thế thì mình phải làm cho người ta không càm ràm. Mình đừng có lặp lại những cái chuyện cũ để người ta không càm ràm. Nhà gái thì sao? Nhà gái mong muốn có bạn trai như thế nào? Em hy vọng là sẽ tìm được cho mình một chàng trai tinh tế, tử tế và hiền lành ấm áp ạ. Tinh tế, tử tế, hiền lành, ấm áp. Cái đó em có. Có luôn đúng không? Đủ hết. Bạn này là quá nhiều kinh nghiệm trong câu chuyện tình yêu, câu chuyện hôn nhân nên sẽ dẫn dắt tốt. Đó, đi tình yêu ngoài. Tình yêu thì lại không em là tình yêu là đã không biết gì luôn. Dạ, em đi đầu tiên là đi xuất khẩu lao động, xong em buôn điện thoại. Là ở bên đó bao lâu? Mà đây gần chục năm. Chục năm Hàn Quốc. Trời, kinh nghiệm trải nghiệm có hết rồi. Đúng rồi. Rồi em trai này đi với ai? Thì em đi với ba anh chị làm cùng. À rồi, xin mời đại diện của nhà trai. Mình thấy nhà gái như thế nào ạ? Em điểm chấm cho 10 điểm á. 10 điểm. Đúng rồi, bạn này rất là dễ thương và nhìn rất là thông minh, có tố chất. Còn người bạn đồng nghiệp của mình thì sao ạ? Tính tình như thế nào ạ? Anh là một anh hùng hào kiệt chị. Có nghĩa là mình là một anh hùng, là một người hùng. Và bạn này rất là mong manh, cho nên là em nghĩ là phù hợp. Ủa, hay bắt cướp được lắm hả? Dạ đúng. Vậy hả? Lý do sao mà em nói là anh hùng, người hùng? Thì em thấy hay che chở cho những người yếu thì gọi là người hùng. Rồi, cảm ơn nhà trai. Dữ luôn á. Coi như là trước mắt bạn em vậy là em là số 1 luôn rồi đó. Nhà gái hôm nay đi với ai cưng? Dạ em chia sẻ là bác của em với là em gái của em rất là thích chương trình này. Bác em thì rất là đam mê luôn, nhưng mà kiểu như sáng nay bác em bị sức khỏe không được tốt á. Rồi, không sao đâu. Có chị Lan. Mở rào. Bắt đầu đi Tư. Aquaterin nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cảm ơn. Dạ em cũng có đến đây có gửi anh một món quà. Rồi, cảm ơn em. Anh mở ra xem đi ạ. Anh có thể đọc cái cuốn sách lên được không ạ? Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh. Thật ra là em không thích đọc sách, nhưng mà em lại tặng cuốn sách đó cho anh. Thì em hy vọng là anh sẽ xem qua cuốn sách và anh có thể chỉ bảo lại cho em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Hả, các bạn lần đầu tiên gặp nhau đó, mình cảm nhận về nhau đi. Lần đầu gặp em thấy anh như thế nào? Em thấy anh rất là nam tính và mạnh mẽ. Thì em cũng có nghe chia sẻ về công việc của anh. Thì em thấy là những người như vậy thì kiểu như là cũng có thể hỗ trợ mình được phần nào. Em này đang làm về cái gì đó? Em là đang hỗ trợ chị của em làm về dịch vụ cho thuê nhà giá rẻ. Anh cũng đang cho thuê nhà mà chưa cho thuê được. Em khi nghe ảnh có gia đình, có ba cô con gái thì em có cảm nhận gì không? Em nghĩ là khi mà ảnh đã từng trải như vậy thì ảnh sẽ có nhiều kinh nghiệm. Và ảnh cũng có thể hiểu được tâm lý của phụ nữ, họ cần những cái gì. Cho nên là em nghĩ mỗi người thì đều có một cái hoàn cảnh hoặc là nhu cầu riêng của họ. Cho nên là em không có ý kiến nữa. Ok, quá tốt. Rồi, bây giờ chúng ta nói về hẹn hò đi, bởi vì các bạn là ở xa đó. Bây giờ thời gian của em rảnh là vào ngày nào? Thật ra là giờ giấc của em hiện tại là linh động. Cho nên là khi nào mà anh hỏi thăm em thì em vẫn trả lời thôi. Thế thì nếu mà được thì một tuần gặp nhau một lần.
Thế là em có thấy gặp anh lần đầu em thấy tình cảm gì không? Thích anh không? Thích gì không? À, em chia sẻ với mọi người là thật ra em là mẫu người kiểu như là vừa truyền thống mà cũng vừa hiện đại. Thí dụ như quen ai thì em phải tìm hiểu người đó một thời gian. Chứ em kiểu như là không có phải là tiếng sét ái tình hay là... Ví dụ lý trí đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình nói cho nhau nghe về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Cái quan điểm của em là như nào? Quan điểm của em đó là thứ nhất là khi mà hai người tìm hiểu thì thứ nhất là hai người đó phải có sự rung động, phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra một cái yếu tố phụ đó cũng là cần có một cái nền tảng kinh tế. Thì em nghĩ là hai người sẽ cùng hỗ trợ và giúp đỡ cho nhau phát triển. Nấu ăn được không? Nấu ăn thì em không có chuyên, nhưng mà em có thể làm được những cái bữa ăn cơm cho gia đình thôi. Chứ còn những món nhậu hay là những cái gì cao siêu thì em không có làm được. Nếu là một người vợ thì em muốn người chồng làm gì cho mình trong gia đình? Nếu là một người vợ thì em nghĩ là người sát cánh bên mình thì họ sẽ giúp đỡ mình về mọi mặt. Thứ nhất là về nuôi dạy con cái, thứ hai là về đối nội đối ngoại. Và em nghĩ là khi mà sống chung sẽ phát sinh ra những cái yếu tố khác nữa. Thì em hy vọng là có một cái sự thương cảm ở đó để mà họ có thể, hai người có thể là hỗ trợ cho nhau. Rồi với một người chồng thì em muốn một người vợ phải làm gì cho mình, nói cho bạn gái biết đi Tư. Với anh thì là chỉ cần mong muốn là một người vợ là biết chăm lo gia đình. Với anh là vợ cũng không có nhu cầu là vợ kiếm tiền đó, chỉ cần nuôi dạy con tốt đó, độ trợ đó, chỉ mong muốn là như thế thôi. Rồi bây giờ Tư bước tới nắm tay bạn gái, bước tới đi, hai người đến gần nhau chút xíu đi, nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Bây giờ mình hỏi đi, bây giờ là khoảng bao lâu thì chúng ta có thể đến với nhau được, kết hôn được? Thì em đến khi nào thì kết hôn được? Em nghĩ là nếu như đúng người và khi đó em sẵn sàng thì em sẽ... Mai cưới luôn? Dạ chắc là chưa đâu ạ. Nói giỡn đi, em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Chưa nói em. Em là tuổi Thìn ạ, cung sư tử. Tuổi Thìn là năm bao nhiêu? 88 ạ. 88 ạ. Hỏi tuổi chi, họ coi bói hợp hay không hay gì? Rồi nếu như chúng ta về chung một nhà thì các bạn tính đi, mình ở đâu? Thì Hồ Chí Minh, Bình Phước. Em có thể về Bình Phước được không? Hay là Tư có thể về Hồ Chí Minh được không? Em có thể về Bình Phước được không? Em thích Sài Gòn hơn ạ. Dạ. Với lại em thích là quê của em là ở Thanh Bình. Anh thì cũng không thích ở Bình Phước đâu, nhưng mà cũng phải ở. Thế thì sao chúng ta có thể phát triển sự nghiệp ở Sài Gòn được không? Sài Gòn thì là công việc ở đây rất nhiều, cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Dạ, anh có thể chia sẻ khi mà anh gặp em thì anh cảm nhận như thế nào về quan điểm sống cũng như là về cá tính của em không? Nói chung em học về ngân hàng đúng không? Tài chính. Dạ đúng. Nhưng nói chung công việc của em đều liên quan đến anh. Anh cũng làm tài chính, cầm đồ, cái nhà cho thuê. Bây giờ chúng ta bàn xa hơn nữa, đó là nếu như mà hai bạn kết hôn với nhau thì chuyện con cái nó sẽ như thế nào? Nhà trai là đang có ba cô con gái thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống tương lai hay không? Chúng ta phải nuôi dạy bao nhiêu đứa con, rồi chúng ta sanh bao nhiêu đứa con? Các bạn bàn với nhau đi. Chắc chắn là lấy nhau là phải có một đứa con rồi, ít nhất. Còn con thì ở với mẹ thì đó, vừa là người chu cấp ba bạn gái nhỏ, rồi vừa thêm một người con của mình nữa. Về tài chính thì không phải vấn đề. Nhà gái thấy sao, được chưa? Chắc đợi em bấm chuông đi. Đợi em bấm chuông đi. Đợi bấm chuông đi. Rồi. Rồi, ok, về vị trí. Bây giờ các bạn đã trò chuyện với nhau rồi. Bây giờ em quên, em có bài hát nữa chứ. Em ngồi đó em hát tặng cho. Ngồi đây hát luôn. Đúng rồi. Em sẽ trình bày một ca khúc của ca sĩ Thủy Tiên ạ. Đó là Ngôi Nhà Hạnh Phúc ạ. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nên môi khi buồn. Những điều em thầm sâu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên chờ anh đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về. Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Thư có hát lại không? À, thôi. Thôi để ta nút bấm đó các bạn. Quyền quyết định của các bạn, tùy theo cảm nhận của các bạn mà đưa ra quyết định nha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3.
hết thời gian. Từ có bấm. Em có bấm không? Dạ em chắc là em muốn tìm hiểu thêm ạ, chứ em không bấm gì, giờ bấm hay không thôi. Không ạ. Không bấm rồi, ok. Em hy vọng anh hiểu cho em ạ. Em không bấm, lý do là em sẽ cần một thời gian để tìm hiểu, với lại là em sẽ không có kiểu như là nhanh chóng được ạ. Thật ra thì mình bấm nút là để mình có cơ hội để tìm hiểu á. Được rồi, mỗi bạn sẽ có cơ hội để tìm một nửa mảnh ghép khác. Ngày hôm nay chúng ta không có duyên rồi ha. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Bạn gái là mạnh mẽ và cá tính cũng có xíu lãng mạn giống em. Mà đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị? Bạn em tên là Nguyễn Chí Quân. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Từ Bình Định vào đây luôn? Dạ. Bình Định là ở chỗ nào? Dạ em ở cuối Bình Định gần đắp danh với Quảng Ngãi. Tam Quang đúng không? Dạ, gần Tam Quang, Bồng Sơn. Bồng Sơn? Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh bên lĩnh vực văn phòng phẩm chị. Bạn từ Bình Định vào đây lâu chưa? Em mới vào lúc sáng ạ. Mới vào luôn? Dạ. Xong rồi xong mình hẹn hò, nếu được thì không được thì cũng về Bình Định đúng không? Dạ, hai ngày nữa em về. Hai ngày nữa về, dạ. Hy vọng rằng trong hai ngày đó chúng ta có cơ hội để điều kiện để gặp gỡ người mà nếu chúng ta đồng ý bấm nút. Dạ. Rồi, bây giờ mình cứ nghe bạn nữ giới thiệu cái đã. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh cùng tham gia. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang làm nhân viên quản lý đơn hàng về thời trang, làm ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai ở Bình Định vậy xa quá, em có ngại không? Dạ, dự định của em là khoảng tháng 9 năm nay là em cũng vào Sài Gòn em ở chị. Nên lúc mà có đăng ký thì em cũng muốn bạn nữ của em cũng muốn làm ở gần đây. Có nghĩa là tương lai gần là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn mình làm việc và sinh sống đúng không? Xa bạn rồi, ơi, tôi nói Bình Định với Sài Gòn không có xa đâu. Dạ. Nên là bạn gái mình ở Bình Định nè, mình ở Tiền Giang cũng xa đó chứ bộ. Dạ. Cuối cùng về Sài Gòn sống đó. Dạ. Đừng lo ha. Bạn gái hay giới thiệu một chút xíu về mình đi em, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ. Về điểm mạnh của em thì thích quan tâm chăm sóc mọi người. Đặc biệt là em rất là chu đáo. Thường là đi đâu làm việc gì thì em hay chuẩn bị hoặc là tổ chức một cái gì đó để cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Và rất là thích nấu ăn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, đặc biệt là mưa và cây. Mời bạn Nam. Dạ, ưu điểm của em thì em thích là thích chơi thể thao. Em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi. Cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa. Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình không nắng cái gì? Ngắm nắng cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai. Thì em đã qua hai mối tình rồi. Một mối tình thì những năm đầu của sinh viên. Mối tình thứ hai là mối tình vào những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ 2 năm. Tại sao chia tay? Dạ cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm nên nhiều khi em thiếu quyết đoán trong đó. Thế là đứa còn trẻ ha. Dạ. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Kéo dài được bao lâu? Dạ được 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chín chắn, tự chủ, nói ít, làm nhiều, biết nhìn xa. Đặc biệt là thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Ngoại hình thì em thích một người cao ráo, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha. Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Dạ, không nói nổi đâu, bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên, da trắng và tóc dài. Da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích hơn, còn khi mà cái mình gặp cảm giác của mình. Rồi còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị. Bạn gái thích chó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, ở bạn gái thì em không thích là thứ nhất là bạn gái nóng tính ạ. Thứ hai là còn quá ham chơi. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng xệ, quá an phận. Hút thuốc thì cũng ít thôi. Và uống rượu thì có thể tự chủ được. Không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả?
Ít thôi chị. Tại vì mới mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ hai là đẹp rồi chị. Hai là đẹp. Rồi để chị coi coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ, chị ạ. Mừng quá. Không hỏi không hô không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giây phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần về em nuôi nhiều cún chó nhà chị, nên thời gian ngồi đi, thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi? Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ thì mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được phòng 3 đám cưới rồi ạ. Thời gian giờ tới cuối năm sau thì em có quán thêm ạ. À, mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Có vị trí mở siêu thị mini nhỏ chưa? Dạ, tức dạ có, tức là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. À, tức là cũng thuê rồi. Dạ. Ồ, vậy tốt rồi. Chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở nhà phía nhà gái nữa không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của Tâm Tiết đó chị. Tâm Tiết hả? Dạ. Tâm Tiết hay Tôm Tiết? Anh lên làm chỉ thích là Tôm Tiết thôi. Anh thích là Tôm Tiết thôi. Tôm Tiết ăn ngon lắm. Thôi được rồi. Đó là mọi ước thôi, nhưng mà vấn đề là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Ồ, xin chào em. Bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn, nhưng mà lãng mạn nhiều quá đôi khi nó mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá, rồi một chút bay bổng với người khác thì sao? Sẽ nói chuyện lại với nhau à? Anh nghĩ rằng một người lãng mạn đỡ hai người lãng mạn, rồi nhiều khi quá nó hơi cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Có đồng ý về bán siêu thị với anh không? Hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh, em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi cái câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói gì lại bụng phệ này kia, hói này kia là sao? Hai điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp, nên là mình cũng hơi chia nó ra một xíu. Em nói xíu vậy sai. Anh thấy rằng rất nhiều người đẹp, rất nhiều người rất đẹp, rất đẹp. Lấy chồng là hói và bụng hơi phệ. Cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ, có khi tình yêu thì sao? Không? Giống như anh Quyền Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác. Không, anh này cũng hói đó, cũng bùng phải đó. Thôi nghe nhắc tới Quyền Linh đi về. Hôm nay mình có đi với ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có, em đi với hai người bạn thân ạ. Dạ chào bạn. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Trinh, là bạn thân với Mai. Mai là một người khá là tình cảm, sống rất là tình cảm và chân thành với tất cả mọi người. Về bạn trai ngày hôm nay, nói chung là hiền, dễ thương, cũng có định hướng về tương lai, có cái suy nghĩ cầu tiến. Thì đó là một ưu điểm mà em nghĩ là hợp với Mai. Dạ, là tốt rồi ha. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em thời cấp 3. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em là bạn của Quân. Em có theo dõi nãy giờ, thấy bạn nữ, hai bạn có vẻ rất là hợp nhau. Bạn nữ lại rất là xinh. Thì em nghĩ là hai bạn nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ là mình gặp nhau để giao lưu với nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo bàn lên. Dạ. Đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng. Dạ em cảm ơn. Em thủ khui ra luôn vậy hả? Khui luôn hả? Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi cảm ơn em. Dạ cùng những sách mong anh sẽ đọc và cảm nhận đó. Một người tặng hoa, một người tặng sách, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó cũng quan trọng, nên lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào? Em thấy có một ưu điểm là đeo kính giống em là em thích rồi. Nếu như sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào? Anh ấy phải là người có trách nhiệm, có sự quan tâm đến gia đình nhiều, phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào, mà hai người phải làm
thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc nãy lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á, nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. Anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, thì vậy chứ một phần cũng vậy đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ thì không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi. Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là không cần một gì quá cầu kỳ, lãng mạn một cách đơn giản là tốt nhất. Bản thân thì cũng lãng mạn ở những, tức là muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lên hiện đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm. Suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì. Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn, nên sau chương trình thì này thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái? Em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng có thích. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Bắt tay vào nút bấm đi. Cái duyên nó đã đến, vấn đề là cái nợ nó có hay không. Quyền quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cái duyên là được chị. Bây giờ có không ưa cái gì nha người bạn trai của mình không nè? Đừng có lầy. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Xuân Trường. Xuân Trường. Dạ. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay là 30 tuổi. 30. Bạn làm nghề gì? Em là giáo viên. Giáo viên dạy về gì bạn? Em dạy piano. Hai xin mời bạn gái. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Trường Lâm. Trường Lâm, năm nay Lâm bao nhiêu tuổi? Dạ em 27. 27 tuổi. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng của công ty đầu tư địa ốc anh. À Trường Lâm. Dạ. Ở bên đây là Xuân Trường. À đối với dạ. Nhau nha. Rất là hay ha. Thôi bây giờ thế này đi. Dạ. Ngày 8 tháng 3 mình hát một bài gì đó cho nó vui đi. Cái đề nghị này em cũng nghĩ là hơi bất ngờ. Em cũng chưa chuẩn bị sẵn cái bài vui. Không cần chuẩn bị, dạ. Nó bất ngờ thế nó mới hay. Dạ, thì em sẽ hát một bài. Bài có tên là Tình Yêu Là Mãi Mãi. Dạ. Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng. Dù ngày mai có sống trong chờ mong, anh sẽ hát cho em bài ca đêm nay. Một đêm thức dài đến mai sau, và một ngày ta thương mến nhau, khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu. Vì cuộc tình như chiếc lá non, tình yêu sẽ hóa môi son. Bạn hát như vậy, bạn đà dạy đàn như vậy. Em biết anh chuẩn bị nói gì đó. Lâm ơi, bạn đặt cái tiêu chuẩn như thế nào về cái người bạn trai mà mình muốn tìm kiếm? Em chỉ cần một người là biết có trách nhiệm, chững chạc, để có thể là đôi khi em gặp những khó khăn trong cuộc sống thì em có thể tìm đến để có thể giúp đỡ em về mặt cái tinh thần chẳng hạn. Vậy bạn có đặt nặng về vấn đề vật chất hay không? Dạ vật chất thì em không có đặt nặng, nhưng mà người đó phải lo làm ăn để có thể tự nuôi sống được bản thân của mình, chứ đừng có ỷ vào cha mẹ mình có của ăn của để rồi cứ thích thì làm, không thích thì nghỉ gì đó. Bạn cho rằng mình là người như thế nào? Em là người sống rất là tình cảm và lãng mạn. Lúc nãy em có nghe anh dạy piano thì thực ra em cũng rất là thích piano. Còn có một thời gian còn có học piano nhưng mà rồi lại bỏ, còn bởi vì không có điều kiện nữa mà theo được. Nghe bạn gái kia nói vậy bạn cảm nhận thế nào? Cái yêu cầu về người bạn trai như vậy có phù hợp với bạn chưa? Khá là phù hợp. Còn bạn có yêu cầu gì không? Đặc thù nghề nghiệp của em là nghiêng về nghệ thuật, cho nên là nếu một người phụ nữ phải có một tí xíu về cách đối tiếp với nhiều tầng lớp trong xã hội, nói vậy cho nó dễ hiểu một tí. Bạn có ưu điểm gì? Em nghĩ là
khá ổn về mọi thứ. Dạ. À. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là như là đôi khi hơi khó tính. Khó quá thì chị. Các bạn quan niệm về chuyện tình yêu là như thế nào? Đối với em, cái tình cảm thì nó có 4 từ T. 4 từ T? Dạ. Bốn chị lắm. 4 từ T là sao? Thầy có 4 chị lắm, nàng nói. Đó là tôn trọng, thành thật, tin tưởng và thẳng thắn. Hai bạn này hơi khó đó nha. Hơi khó đây nè, bởi vậy. Bây giờ thôi, quê bạn ở đâu vậy bạn nữ? Dạ em quê gốc ở Khánh Hòa anh. Khánh Hòa, còn bạn nam? Là cũng miền Trung là em Bình Định. Bình Định hả? Để tôi thấy hai người này hơi khó tính đấy anh Linh. Đúng rồi. Chào bạn. Xinh gái quá. Có quyền khó tính. Bên đây sâu quá mà cũng khó tính. Kỳ vậy. Mình có quyền chứ, mình chọn cái người bạn đời cho mình, mình phải được quyền kén chọn. Anh không có hợp đâu, ở đây xấu hơn em nhiều. Thế bây giờ xấu bạn có chịu không? Xấu mà có duyên là được chị. Bây giờ có không ưa cái gì với người bạn trai của mình không nè? Đừng có gầy, em không thích gầy. Cho gầy nhưng mà người ta có duyên. Hồi nãy em nói là có duyên là được rồi. Gầy thì em dựa không được. Bên đây ốm nhách luôn. Cái gì gầy thì em dựa nó gầy là dựa không có được. Bỏ tay. Gì đâu vậy? Chào chị. Quá. Dạ. Ủa mà sao đây, kiểu tóc ngộ vậy? Chắc có lẽ có nhiều người cũng giống em là má em cắt tóc. Má cắt tóc? Dạ má em đang thiếu nhiều. Từ đó giờ toàn là má cắt tóc không hả? Dạ nhiều lần. Vậy đa à? Số là má cắt nhiều. Ốm mà để đầu trọc lóc. Đến chương trình với ai? Dạ đến người thợ cắt tóc đó. Đâu đó, mình muốn coi cái người thợ cắt tóc của bạn. Dạ mẹ em kia. Dạ chào cô. Cô có làm nghề cắt tóc không? Dạ không, mình là giảng viên đại học. Giảng viên đại học mà sao cắt tóc đẹp quá vậy? Dạ không phải, hình như ảnh xấu mình cắt cho nó đẹp chứ không phải mình cắt đẹp. Mà bây giờ cô muốn có dâu lắm chưa cô? Dạ thưa, tôi đến đây là với cái niềm ao ước là con trai nó có một cái niềm vui lớn trong cuộc đời. Dạ. Như vậy là các tường hiểu. Dạ dạ cô ơi, và cái cảm nhận đầu tiên của cô khi nhìn bạn gái của con ở đây thì cô thấy như thế nào cô? Dạ chắc chắn là lời khen của mình cũng như những lần trước là cô bé rất là xinh xắn, rất dịu dàng. Còn cái phần còn lại là của hai bạn, vì mình thấy rằng là hai bạn dưới mắt mình rất là chững chạc. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ cái cảm nhận hai bạn sẽ gặp nhau thế nào chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Màn đâu kéo lên. Người ít tóc, ốm nhất, em xấu quá. Em nhớ anh thiếu mất một đoạn đó. Cái đoạn qua kia anh xem trước đâu. Xem rồi, ngủ vậy hả? Trời ơi, đây. Gì vậy? Đó. Cười gì cười? Cười gì cười? Coi phía sau trước. Anh tưởng cọc lóc thiệt hả? Không, cái này tóc giả em ơi. Xấu quá. Cái này cắt có uống nữa phải không? Chào em. Có uống nữa phải không? Dạ không, cái này là tóc từ nhỏ đến giờ đó bạn. Vậy hả? Đặc biệt quá. Dạ bởi vậy cho nên là mẹ hiểu ý là cắt mới được. Trước tiên là em có món quà tặng cho anh. Để anh tặng trước đi cho nó đúng. Dạ. Đúng cái đúng rồi, cái sự. Dạ, 8 tháng 3 đó bạn. Dạ là của em đúng không? Dạ, rồi, em cảm ơn em. Anh đây là món quà em tặng cho anh. Món quà này là tự tay em làm. Rồi. Em có đem theo 2 cái bút. Trên này thì trái tim màu trắng, thì trong này cũng sẽ có một trái tim màu trắng. Và em hy vọng là mình chỉ có thể sử dụng cái bút màu hồng này, đừng nên sử dụng cái bút màu xanh. Dạ. Nó trùng màu với bấm nút hay sao? Dạ, tức là ở trong này cũng có một trái tim, nó chỉ là màu trắng. Em hy vọng là sau chương trình này thì mình có thể tô trái tim nó thành màu hồng. Rất là ý nghĩa và rất là sâu sắc. Rồi, mời hai bạn ngồi. Bạn cảm nhận chàng trai thế nào? Hơn sức tưởng tượng của em. Ừ, chiều hướng tốt hay xấu em? Tốt đi, tốt đi. Nãy anh nói sao tưởng tượng sao? Em chỉ tưởng tượng là một thầy giáo thì chỉnh chu. Dạ. Rồi cảm nhận của bạn trai đối với bạn gái như thế nào? Bạn nữ rất là dịu dàng, nữ tính. Mà em nghĩ là lúc mà em bày tỏ những suy nghĩ của em thì chắc em cũng rất là quyết liệt đúng không? Dạ chính xác. Bởi vì em cũng thích sự thẳng thắn trong đó. Mình thích hay không thích thì mình cứ nói ra với nhau, chứ đừng có để phải đoán nhau thì nó mệt lắm. Mà nhiều khi đoán không trúng nữa thì nó lại đi theo hướng khác. Bây giờ nếu mình đọc hẹn hò nè, giờ hai đứa hẹn hò ở đâu em nè? Yên tâm về tình trạng hiện tại. Có mẹ ngồi với làm chứng. Thấy mẹ chịu rồi, hồi được thì bao giờ kết hôn? Hỏi là mẹ đây đang hỏi luôn. Em thấy cái hình như ai cũng nói là cỡ 1 năm là vừa. Còn, một năm phải không? Dạ sau đó cái gì đó mình có thể rút bây ngắn gì đó. Bây giờ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Dạ. Rồi chúng ta hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. À,
chúc mừng hai bạn. Yeah. Cặp rất là xứng đôi đúng không? Rất là xứng đôi. À, cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Em cũng biết cảm giác như thế nào. Cho em xin phép một phút được không ạ? Dạ. Về cái món quà hồi nãy em. Rồi, dạ. Đồng ý. À, anh có thể mở cái... Anh mở quà đi, ta tặng quà anh không mở. Lấy hai cái viết anh tô vô. À, cái này có hai mặt. Em với anh đều đồng ý thì em nghĩ là em tô một mặt và anh sẽ tô một mặt. Anh lo cười không, anh không có hiểu cái điều người ta gửi gắm. Người ta gửi gắm cái gì ông không có hiểu gì hết trơn trời. Ý tô hai mặt là cậu nói anh hai mặt đó. Dạ không, một màu là một mặt. Dạ. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ anh tập luôn cái chuyên môn, đừng cười nè, giờ nắm tay nè. Dạ. Hỏi nắm tay nắm sao nữa đi. Có mẹ ngồi dưới kìa, ôm hôn ghế cho mẹ vui chứ coi. Rồi nắm tay đi. Nắm tay đi. Nắm tay. Rồi, chào thêm lên đây. Cái điểm đó là không anh. Nếu mà em mà có những cái gì mà không tốt khoảng gì đó, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, mà em hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống là phải hoàn thiện mình mới tốt đẹp được em. Dạ. Đôi lúc yêu nhau thì mình trẻ con, mình khóc lóc rồi cũng vui, nó thêm cái gia vị cho tình yêu. Nhưng mà khi mà mình nhiều khi lấy nhau rồi, áp lực công việc con cái mà lúc nào em cũng con nít em nhõng nhẽo hết, thì nhiều khi căng thẳng quá người ta sẽ mệt mỏi, là người ta sẽ sực lại luôn. Dạ không chị, nó tùy lúc người ta đang quạo mình cứ đúng rồi đều. Đúng rồi, phải tùy lúc thôi, cái đó là ăn thua mình nữa. Dạ. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ về ngoại hình đó thì cũng mà bạn gái thì giống người trắng đó thôi, cao khoảng 1m58 đến 1m62 cũng được. Em thì thích bạn gái có sống mũi cao, ảnh da trắng ạ. Còn về tính tình thì em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh mà này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia đang nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì có một đôi nét thì nói chuyện cũng thấy cũng hiện đại. Em thấy là ra. Em cũng hơi tính nói chuyện, cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Ấm áp ha. Dạ. Nhưng cô gái bên kia rất cá tính đó nha. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn đó. Để anh Quang có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không. Hả? Em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Rồi. Ngoại hình đó, ngoại hình đó. Hình. Là cao em khoảng 5cm. Là... Chắc chắn cao hơn. Dạ. Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Dạ. Không khó nha. Hả? Dạ không. Khó hơn mà nhìn lâu dữ vậy. Anh nhìn lên biết sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thì thông minh lắm. Mấy người thông minh là dễ dụ, mình dễ dụ lắm. Trời ơi, lấy có người bạn đời thông minh là tốt chứ. Nhưng mà người ta dụ mình á. Dụ mình gì đâu, từ khi mình cho người ta dụ. Đâu phải giờ muốn dụ ai dụ đâu đúng không? Ấy là ví dụ như là người ta quá thông minh, còn nhiều khi mình quá khờ. Thì ví dụ người ta nói vậy, mình nghe vậy, mình bị nhắc không? Toàn thể quý vị khán giả trong trường quay, em tên là Thành, Nguyễn Thị Thành. Sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp cùng cảm tất cả em. Các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào con nữ bên kia ạ. Em tên đầy đủ là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984 tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng. Em đang làm ở phòng quản lý dự án đấu thầu cho một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em? Dạ em làm ở quận 7 ạ chị. Quận 7? Còn quê mình ở đâu? Chào, quê em ở An Giang chị. Quê An Giang làm quận 7. Dạ. Một người An Giang, một người Hà Tĩnh ha. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha, một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Thế thì mình trao đổi với nhau đi, một tuần hay là bao lâu mình sẽ gặp nhau được một lần? Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Dạ, khoảng cách cũng nhiều khi cũng không phải là vấn đề. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và chịu khó. Anh nghĩ cũng phải sự nhiệt tình, nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận 7 Đồng Nai cũng khó gì lắm. Dạ, nhưng mà cái đó là anh Quyền Linh nói, còn ấy bạn trai như thế nào thì... Thì theo anh như nghĩ thì khoảng cách nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng là tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Thì y như tôi. Nếu mà anh á thì cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây. Không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và
hàng ngày gặp anh không ạ? À? Đây là dưới Đồng Nai, đây là thành phố Hồ Chí Minh á hả? Dạ đúng ạ. Em có chịu lên thành phố sống không nếu như mà yêu nhau? Dạ, điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Tại vì hiện tại là em làm ở Nhân Trạch, nhưng mà hàng ngày em di chuyển bằng xe đưa rước. Và công ty em cũng có chi nhánh ở trên đây, và có tuyến xe đưa rước từ Sài Gòn về tới Nhân Trạch đó anh. Trời ơi, có cái gì đâu mà bàn. Sài Gòn, Nhân Trạch, thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch nó rất là gần, chuẩn bị người ta làm cầu cắt lái là xong, nối liền hai bờ vui thôi. Nhưng mà ý anh trai nói giả tỷ với mốt mà mình có lấy nhau á, em có về thành phố Hồ Chí Minh sống được luôn không? Yêu đang yêu nhau là còn đi đi về tưởng về. Tưởng đâu là nhưng ở Hà Tĩnh hay là ở đâu xa chứ. Nơi, dạ. Đúng không? Được không? Dạ được ạ. Được. Đó, đâu không có cần nhà, phải cửa là được. Không cái gì trơn á. Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh nó quá gần với nhau mà. Dạ nhưng mà anh ấy quê ở An Giang, nhưng mà hiện tại là anh đang sống ở Sài Gòn hay sao ạ? Đúng rồi. Sống một mình hay là cả gia đình ạ? À? À anh sống một mình em ạ. Dạ. Hai chồng em mốt lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh luôn, mua nhà. Anh lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mà anh đâu có về An Giang đâu. Được không? Phải về thăm chứ anh, không lẽ có. Đương nhiên rồi, thăm thì phải về chứ. Dạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi, anh xách gói về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Rồi, bây giờ thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Qua, chia sẻ với nhau đi, điểm mạnh điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Nhiệt tình trong công việc và cuộc sống. Rồi. Và cũng có khả năng xoay sở tốt trong các tình huống công việc. Còn khuyết điểm? Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều. Em hay quên, hay khóc, lề mề. Ai làm gì em khóc? Nhiều khi không làm gì, nhiều khi em coi phim á, ví dụ như khúc này đang vui lắm tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Dạ, mệt mệt cũng khóc. Ví dụ đi làm mệt á, mà đi làm mệt mà còn tăng ca hay là nhiều việc á, áp lực á chị, thì khóc. Như khóc, khóc thì nó đỡ áp lực, khóc giống như mình giải tỏa vậy thôi chứ. À, còn đó là cũng là một cách để giảm stress trong công việc đúng không? Dạ, cũng tốt thôi, đâu có gì đâu khuyết điểm. Dạ, với lại ví dụ như là mình quen người yêu á, mà đi làm về mệt mà mình thấy gặp mà mặt chùa à, không có nói năng gì hết á, cũng khóc. Bực bội quá khóc. Đúng rồi chị, nhìn mặt lơ lơ á, tự nhiên khóc à, tủi thân quá khóc luôn. Dạ đúng rồi, cỡ nào cũng khóc. Nói chung là cô gái bên kia mau nước mắt rồi hả? Dạ. Anh trai thì sao nè, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, nói về tính cách đó thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Em thì rất thân thiện với mọi người, em cũng hay giúp đỡ, san sẻ công việc với anh em. Về ưu điểm thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ, do đó em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt. À, rất tốt. Khuyết điểm? Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao, do đó nhiều khi tập trung công việc chứ hay chơi thể thao rồi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. À. Dạ. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Em thì thời đại học thì em cũng có khoảng 2 mối tình. Đi lúc học mà, là lâu lắm hả? Dạ. Lúc mà em đi bộ đội mới về á thì em cũng có mối tình, nhưng mà mối tình đó cũng gọi là sâu sắc và đáng nhớ với em. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á, thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi em mới nói với người đó là em sẽ học ngành xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Mà em cũng không biết nguyên nhân, em mới hỏi bạn đó là, mà nó mới nói là do là chắc là em không thích yêu xa á chị, sợ giống như em thay đổi. Nhưng mà thật chất người em này sống rất là thân thiện và là biết chia sẻ với bạn gái. Rồi sao cô gái nói xong rồi chia tay luôn hả? Dạ, bạn đó thì cũng bằng tuổi em nhưng mà tính rất là cương quyết và dứt khoát. À, như vậy chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy, tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái tại sự... Lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó, bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Em thì lúc đó em cũng đăng ký là thi sư phạm, nhưng mà em cũng đậu hai trường, nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi bạn ấy chấp nhận em là như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em nghĩ cái ngành này á thì dễ kiếm việc và có thể phát triển tương lai nó xa hơn, có thể sau này chăm sóc hết cái gia đình nó chu đáo hơn vậy. Rồi. Còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất á là cách đây 5 tháng.
quen được 5 tháng, chia tay được 5 tháng. Ờ, lý do tại sao chia tay? Dạ, do là thời gian tìm hiểu cũng ngắn, xong rồi cũng chưa có thật sự là hiểu nhau, nói chung là... Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ, mối tình dài nhất chắc là 5 rưỡi anh Quỳnh Linh. 5 rưỡi nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học, rồi em về nhà. Thì khi mà về nhà rồi mình đi làm á, bắt đầu cái công việc mới, nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa, mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, nên sau nhiều lần ghen tuông cãi vã mệt thì... mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì hai bạn kể chuyện để chi chúng ta rút kinh nghiệm những cái gì mà chúng ta đã vướng phải đó, để mình đừng nên gọi là gặp nữa, đúng không? Bây giờ mai mốt thì á, đừng có ghen nè, bên kia bởi vì ghen là chia tay, bên đây là gọi là đừng có bắt người ta phải làm theo ý mình nữa, đúng không? Nếu mà làm theo ý mình cứ bắt ta đi học cái này mà ta thích học cái kia thì cũng không được. Rồi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Rồi, bây em giờ nói đi, ta em bắt nói đầu đi. Một cuộc tình mới. Em muốn nói gì em nói đi. Dạ, em muốn hỏi bạn Nam là khi mà cái người yêu cũ của anh muốn chia tay á, thì anh đã làm cái gì để bạn ấy suy nghĩ lại, hay là anh có làm gì không, hay là... À, có em. À, anh cũng giải thích rất là nhiều, nhưng mà tính bằng ấy thì đã quyết, giống rất là quyết đoán. Và anh, mặc dù anh có giải thích rất là nhiều nhưng mà bạn ấy cũng vẫn quyết định, tại anh tôn trọng cái quyết định của ấy, tại vì con đường thì do người ta lựa chọn mà, mình đâu ép suy nghĩ của ta được. Dạ. Mặc dù anh cũng cố gắng hết sức là cũng giải thích như vậy, nhưng mà bạn ấy vẫn coi như đã cố gắng hết sức nhưng mà đành phải chịu. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hồi nãy em chia sẻ thiếu ví dụ khuyết điểm á, là bình thường á, lúc mà đi làm á thì khá là cũng cứng rắn, cũng đàng hoàng, lịch sự, nhưng mà khi mà yêu á thì hơi con nít lắm. Cái đó cũng dễ thương thôi. Dạ. Không có vấn đề nên khi mà em tìm người yêu á thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút, để nhiều khi là thứ nhất là có thể nhường nhịn em, thứ hai á là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á thì người đó sẽ chỉ cho em. Chín chắn, trưởng thành, khiêm tốn một chút, hòa nhã. Chín không... chắn, trưởng thành, khiêm tốn. Dạ, không có ba hoa khóc lắm, em không thích người ba hoa lắm anh. Sao ông trai? Thì em cứ yên tâm. Thì anh thật chất thì anh là một người cũng rất là điềm đạm. Anh này cũng sống đôi lúc á. Thì ở tuổi này anh cũng ít quen, là tại đôi lúc cũng hơi nội tâm tí xíu. Anh thì thích chia sẻ những gì gọi là trong công việc con này kia để bày cho mấy em nó làm tốt thôi. Còn vấn đề vật chất hay vấn đề gì khác thì anh không có, ví dụ mà giống như em nói là khoe khoang hay vấn đề gì. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi. Anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt được, anh nghĩ là sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Em trẻ con quá có được không? Anh nghĩ là anh lớn như vậy, anh trưởng thành như vậy ấy thì anh có chiều được cái tính trẻ con rồi hay khóc nít ướt này. Đối với anh tình yêu thì ai cũng có một cái có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa được cái khuyết điểm đó hay không anh. Nếu mà em mà có những cái gì mà không tốt hoặc gì đó, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, mà em hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Dạ. Yeah. Đôi lúc yêu nhau thì mình trẻ con, mình khóc lóc rồi cũng vui, nó thêm cái gia vị cho tình yêu. Nhưng mà khi mà mình nhiều khi lấy nhau rồi, áp lực công việc, con cái, mà lúc nào em cũng con nít em nhõng nhẽo hết, thì nhiều khi căng thẳng quá người ta sẽ mệt mỏi, là người ta sẽ sực lại luôn. Dạ không đó chị. Nó tùy lúc. Người ta đang quạo mà mình cứ đúng lèo, rồi. Đúng rồi, phải tùy lúc thôi. Cái đó là ăn thua mình nữa. Dạ. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, về ngoại hình đó thì nhưng mà bạn gái thì giống người cân đối thôi, cao khoảng 1m58 đến 1m62 cũng được. Em thì thích bạn gái có sống mũi cao và da trắng. Còn về tính tình thì em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh mùa này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia đang nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì có một đôi
đôi nét thì nói chuyện cũng hay, cũng hiện đại. Em thấy tính là đó, tính cũng hơi tánh, nói chuyện cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Ấm áp ha. Dạ. Nhưng cũng cái kia rất là cá tính đó nha. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn đó. Để anh Quang có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không. Hả? Em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Rồi. Ngoại hình đó, ngoại hình đó. Ngoại hình. Là cao hơn em khoảng 5 cm. Là chắc chắn cao hơn. Dạ. Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Dạ. Không khó nha. Hả? Dạ không. Khó không mà nhìn lâu dữ vậy. Anh Quỳnh Linh biết sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thường thông minh lắm. Mấy người thông minh là dễ dụ, mình dễ bị dụ lắm. Trời ơi, lấy có người bạn đời thông minh là tốt chứ. Nhưng mà người ta dụ mình á anh. Dụ mình gì đâu. Từ khi mình cho người ta dụ, đâu phải giờ muốn dụ ai dụ đâu, đúng không? Ấy là ví dụ như là người ta quá thông minh, còn nhiều khi mình quá khờ. Thì ví dụ người ta nói vậy, mình nghe vậy, mình bị dắt á anh. Dở này ạ. Mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt, đúng không? Cha thông minh thì con cũng thông minh, mà gia đình thông minh thì sẽ rất là... Nhưng mà cha với con thông minh, cái mẹ cái bị lép lên. Trời ơi, dễ biết em muốn nói cha với con không thông minh để em thông minh hả? đều nhau chứ. Thôi cũng được, thôi tôi chịu cô rồi đó. Cũng muốn thông minh đều hết đúng không? Cầu tiến vậy đúng không? Ngu ngu đều, thông minh đều hết. Chứ không có ai hơn ai hết không? Không có ngu hả? Dạ. Không có ngu thì phải thông minh. Dạ, thông minh vừa thông minh thì phải hói. Nó theo cái nó gọi là nó theo cái logic như vậy ha. Dạ. Nó làm giống như là ai không hói không thông minh vậy hả? Mệt ghê. Không, người ta suy nghĩ nhiều, người ta mới bị rụng tóc, mới bị hói. Mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta ăn nhiều thì bụng mới bự. Bụng bự mới thông minh, mới hói mới thông minh nữa. Ủa vậy anh kia cũng bụng bự luôn hả anh? Không, anh ý nói anh á. Nói vui vậy thôi. Chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phát thật thà, thẳng thắn, dễ thương, chân thành luôn. Được chưa? Sao mà mới nói chuyện được một chút mà anh Quỳnh Linh biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Nhìn qua một cái là anh biết là con trai con gái liền á. Rồi lý qua, bay qua anh biết rồi, được cái luôn. Thì mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh Quỳnh Linh. Bắt đền anh. Dạ. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng á, bắt đền anh. Yên tâm đi, với kinh nghiệm của anh đây là... thôi nha. Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Thấy chưa? Dạ, chào chị. Rồi, chào em. Dạ. Em cao nhiêu? Dạ, mà cao 1m68 ạ. 1m68, tôi phải coi kỹ để nay cô này cô bắt đền chết luôn á. Bắt đền không mai bà mối. Bây giờ nếu được thì chuyện nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng tới 1 năm? Dạ. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, đúng rồi. Có kế hoạch mua nhà rồi? Dạ, có. Khoảng bao lâu nữa thì mình mua được? Thì sau khi ký xong khoảng 1 đến 2 năm lại. 2 năm nữa, dạ. Mua. Mình có cái điều gì mình không thích ở người bạn gái không? Em thì nếu không thích thì em quan trọng nhất là cái sự thủy chung. Và thủy sống không có giả dối thì em không thích. Thủy chung. Phải nên phải thật thà với nhau. Chỉ mọi, tất cả mọi chuyện đều chia sẻ được thì sẽ giải quyết được. Còn nếu mà dấu giếm rồi cái này kia thì em chịu. Nãy giờ em tưởng tượng cô gái bên đây là mình như thế nào? Thì em theo qua cách nói thì em thấy bạn ấy cũng hay cá tính. Nói chung là khi mà đã thật sự mà đã yêu nhau rồi thì những điểm đó thì em nghĩ là không quan trọng nữa. Tại vì có thể bù đắp cho những khuyết điểm đấy. Rồi, lấy nhau về lập nghiệp, ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em thì ngồi kiếm tiền, còn ai thì giữ tiền. Rồi, em nghe rõ hết rồi ha. Yeah. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào tất cả các khán giả đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói là Thành thích ước, nhưng mà thật sự là phụ nữ mà cần một sự quan tâm. Nếu mà không có được quan tâm thì mình buồn, mình khóc, nhưng mà
thật sự với cái khóc của Thành là nó không có để cho chi phối cho người khác đâu, mà giống như khóc một mình thôi chứ cũng chơi cho vui thôi, có nghĩa đúng có nghĩa sau khi khóc đó thì vui. Điều phối lại được mình thôi, không có gì hết. Khóc mà tự nín cái trong công việc thì rất là tốt. Gia đình đó thì là một người đứa con rất là ngoan, dạ, còn người em rất là tốt hơn. Theo chị á, thì chị thấy bạn trai này á, thì lúc đầu nói là quen gia á, thì thật sự lúc đi đi thi á, là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không là một vấn đề. Thành cần một người quan tâm, cần một người giống như che chở cho Thành. Với cái tính của Thành nó cũng có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con nào. Đó không có phải là gọi là tính trẻ con, mà như kiểu khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. Chị thấy thì bạn này thì cũng được. Tùy theo hai em là tìm hiểu thêm như thế nào. Chị thấy thì mặt về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó, còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship cho em. Với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship của em. Xin chào anh Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả trường quay. Tôi tên là Giả, trưởng phòng quản lý Phương. Về nhận xét về Phương á, thì Phương rất là vui vẻ. Nếu mà tiếp xúc lâu á, thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Ai cần thì giúp đỡ thì Phương rất là nhiệt tình giúp đỡ anh em. Còn về công việc đó thì Phương là làm việc rất tốt, là công việc rất là hoàn thành theo tiến độ. Còn về tất cả anh em công ty thì rất quý mến Phương. Phương có thể là người đàn ông của gia đình đấy. Phương thì rất là có nhiều tài lẻ. Phương có thể là giúp đỡ anh em ai cần khó khăn thì Phương rất là nhiệt tình. Còn về bạn gái thì thấy là bạn gái rất là dễ thương. Qua cuộc trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau, thì anh mong được thưởng thức. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau đi, chúng ta trò chuyện trực tiếp với nhau. Mở cửa hàng rào. Đó. Con qua. Nhẫn cỏ chào em hả hay gì? Dạ, xin phép anh đi với em. Dạ. Anh đưa tay đi. Sao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Tính tặng là em. Dạ. Dạ em cũng đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn nào. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực. Nên em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Cuốn sách này là em đã đọc qua rồi chứ không phải sách mới nha. Anh thấy nó cũ thì anh đừng. Anh cảm ơn món quà của em. Thì thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Hát luôn, tặng bạn gái luôn. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Lấy cảm tình nào. Bắt đầu. Em hát cả cổ. Đó, nhìn bạn gái hát kìa. Cho mượn tay. Dạ. Cho mượn tay. Nằm lấy tên. Trời. Vô ngon, ngon ngọt, ngọt, ngọt nè. Lại, giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nằm lấy tay nhau anh, trước em sau tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dâu. Mười mấy năm qua lạc lòi thân diện xứ thèm khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mãi trăng ngàn. Quá dữ, quá dữ. Anh thèm được nghe
tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buông chán lễ phụ hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Rồi. Thôi ngồi đi bạn. Vừa bị nắm tay là em liền ha. Sao, anh tưởng nào nắm tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn ra bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt như mấy rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy, là ý gì? Tại em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá anh. Theo anh nghĩ á, đây là lần đầu tiên và anh cũng muốn để cho nhau một ấn tượng, và đầu tiên là em phải tạo được cái cảm xúc và cái ấn tượng với anh. Anh nghĩ là anh thấy em khi mà mở màn lên thì anh thấy em rất là xinh, và theo cái giọng nói thì cũng rất là máu. Anh nghĩ là cũng đúng cho mỗi người mà anh dạ, nhưng mà tặng quà giá trị như vậy mà cái món quà này là em chuẩn bị sẵn có ý nghĩa gì không? Ý em có nghĩa em thì muốn để là một cái dấu ấn đầu tiên. Nếu mà được sau này có thể tiến tới hôn nhân thì đó là cũng một cái kỷ vật để sau này giữa cha và mẹ gặp nhau trên số này vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mở màn lên mà em thấy cái người mà em không ưng trong bụng thì em có móc món quà lại anh tặng không? Đã đến đây em nghĩ là em tự tin ở bản thân mình, và em cảm thấy là bạn nữ cũng tự tin, là em nói là ai sẽ tặng. Nói chung là kéo màn lên ai cũng tặng hết. Dạ. Đúng không? Cái tấm lòng của mình mà bất kỳ ai có cái điều gì đó nó sẽ đến. Dạ. Đúng không trai? Rồi hiểu rồi ha. Mình bình thường đừng thôi. Có lo lắng chuyện gì thoải cả. Mái thôi. Đây là anh muốn có một cái kỷ niệm trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Không sao cả em. Cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à. Cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Tại không sao hết. Chị cái vụ mà chia tay đời quá. Thì ra là cũng lo chia tay anh đòi quà. Trời ơi, sợ chia tay đòi quà, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng áy náy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà. Chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không mà bấm nút á, lúc đó tặng á thì có thể đòi chứ. Bây giờ bạn bè mà đúng không? Bây giờ mình chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây giờ sao nè. Nói chuyện xong mới có gì nè. Dạ. Lúc nãy em chưa kịp nói hết. Tại vì hồi hộp quá nên em chưa kịp bày tỏ hết. Bây giờ nói. Hồi nãy anh nói là anh là người khá là kỹ tính sạch sẽ đúng không anh? Nhưng mà em thì em cảm thấy là em hơi lười. Hơi bê bối anh. Ví dụ như là những cái nhỏ nhặt thôi, ví dụ như là em ngủ mà trời lạnh quá mà em lười xếp mền đó, sáng giờ em lười xếp mền lại á, em chỉ mở nửa cái chân à, mặc dù em rất là lạnh, ngồi chân ngồi tay á. Không, về vấn đề đó thì anh cũng thể lo được. Nếu mà về sống chung một nhà thì anh định kéo chân chứ có gì đâu mà khó. Anh có thể chăm sóc em được như ngày đó. Không, ấy là em nói là cái đó là một phần của cái sự lười của em á. Lười với lại hơi bừa bộn nữa. Ý anh thấy nói việc là lười tức nói không thành téo cái chân nữa đúng không? Không dám mở chân bự ra để đắp vì sợ sáng mai phải gấp lại. Thì lười téo cái chân. Dạ. Với lại chắc đồ đạc trong phòng cũng hơi bề bộn ha. Không chị. Không bề bộn lắm đâu. Chỉ là tại vì em thấy mẹ em hay la em là em lười, nhưng mà nhiều khi em cũng không biết là tại em lười thiệt hay là tại mẹ em quá kỹ tính luôn. À cho anh hỏi em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm. Nếu mà bữa đó tinh thần vui hay là xuyên xuyên trong người thì mình chăm chút món ăn này nó khác. Còn ví dụ bữa đó mình đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy là nấu cho qua vậy đó. Anh nghĩ thì nếu mà thật sự về mà cưới nhau rồi á thì em biết nấu ăn thì càng tốt. Nhưng anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp hay dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Anh chỉ cần một người nấu ăn, tại vì khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi. Tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Dạ. Mặc dù anh làm được. Dạ. Nhưng mà nhiều khi đây là bây giờ là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Sao mà ỷ lại được em? Cái đó là anh nghĩ là tại vì cái gì cũng làm gọi là thói quen.
Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Nhiều khi nghĩ là tại vì lúc độc thân mình khổ quá rồi, bây giờ mình lấy nó về mình phải... Trời ơi, lấy vợ đâu phải lấy hồ sinh đâu em. Lo anh quá. Anh thấy cái tư tưởng của em á là em hay lo xa quá nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà thật chất á, cuộc sống diễn ra thì em cứ theo tình hình thực tế. Tại vì anh nghĩ á, sống thì mình nên chia sẻ. Nếu mà em thật sự mà em có thương anh hoặc anh có thương em thì tất cả những việc đó không có là vấn đề gì của anh hết. Dạ. Em quên hỏi anh là anh ở quận 7. À anh làm ở quận 7 đúng không? Nhưng mà anh đúng ở đâu? Anh cũng ở quận 7 là cũng gần công ty. Vậy thì mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Tại vì em không có thích hẹn hò qua điện thoại tin nhắn nữa. Cái đó nó không có thực tế, thì mình biết là người ta nói vậy nghe vậy thôi chứ mình không có biết biểu cảm hay là mình không có quan sát được hết người ta, mình không có cảm nhận được anh. Vâng. Anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi. Chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần. Có thể một tuần một lần hoặc nếu mà thì nhớ quá không vậy thì có thể từng ba lần không chừng. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em nữa? Anh thì chỉ hỏi là về quan điểm về tình yêu á thì em nghĩ như thế nào? Với một ít kinh nghiệm cũng có thể dùng được thì em thấy là mình yêu á thì mình nên hiểu nhau nhiều, hiểu nhau, tin tưởng. Quan trọng trong tình yêu theo em là như vậy. Tại vì nhiều khi mình gặp cái người đó mình rất là thích, mình kiểu như là bị bỏ mùa vậy đó. Nhưng mà mình yêu đó, mình gặp hoài, mình quấn quýt hoài luôn á, nhưng mà mình không có hiểu về người ta. Để khi một khi mà có một cái chuyện gì đó không hay xảy ra ấy, thì hai người sẽ rất là dễ đổ vỡ, tại vì không có tìm được tiếng nói chung. Đúng rồi. Theo anh đó thì có những gì mình nên trao đổi thật thò, thật lòng với nhau rồi mình mới kết nối được hai cái tim với nhau được. Nhưng mà hoặc em mà có những gì hơi giấu trá hoặc không có thích chia sẻ thật lòng á thì cái nhiều khi một người nam hay một người nữ vậy, em có phút mới mở người kia rất là lo ngại về cái mối quan hệ. Bây giờ anh muốn biết thêm gì vấn đề thôi. Dạ. Em cũng nghĩ là vậy. Ngày hôm nay hai bạn gặp nhau cảm nhận về nhau như thế nào? Em á thì lần đầu tiên gặp em thì qua cái nói thì thấy em cũng lanh lẹ, em thì rất là dễ thương. Và nếu mà có đọc cuốn sách này thì anh nghĩ là cái em cũng cảm nhận một phần là có tính cầu tiến và có một cái dự định trong tương lai thì cũng tương đối hợp với cái sở thích của anh. Bạn gái xin lỗi với em hồi nãy em có tính hay quên ấy, nhưng mà em không nấu cá vàng đúng không? Dạ. Anh giới thiệu lại tên giùm em. Anh họ tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phương. Phương. Đúng. Dạ. Em tên gì anh nhớ không ạ? Em tên Thành. Dạ đúng rồi. Em cảm nhận về anh Phương như thế nào? Cái nhìn đầu tiên á thì đúng là anh rất là chín chắn, nhìn có vẻ chín chắn điềm đạm. Đúng như cái tiêu chí mà em đặt ra khi mà tham gia chương trình này. Và thấy có vẻ cũng tình cảm, sống tình cảm. Rồi, hết thời gian. Chúng ta trò chuyện khá nhiều. Một cô gái cũng hơi khó hiểu đấy. Một chàng trai thì rất là giản dị ha, chân thành. Anh nghĩ đây là một mẫu đàn ông của gia đình đó, theo kinh nghiệm nhìn của anh. Còn nếu mà em cảm giác mà có hiểu được cô gái, trái tim của rung động thì chúng ta bấm nút. Cô gái cũng vậy, nếu mà thấy đây là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Đừng bấm vì tất cả điều gì nha. Coi như cái món quà đó cũng là một cái món quà bình thường thôi. Đừng có nghĩ vì món quà mà ta bấm nút nha. Trái tim ta rung động rồi. Và thấy đối phương là người để chúng ta tìm hiểu tiến tới hôn nhân thì ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không có cảm giác gì hết thì chúng ta không bấm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nha. Rồi chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước đi nào. Nắm tay nào. Mày
đừng có ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có hung dữ đâu. Không hung dữ nhưng mà anh thấy em sẽ ăn hiếp chàng trai này đấy. Nhìn vậy không phải vậy đâu anh. Vậy không phải vậy ha. Anh này nè. Hả? Anh này nè. Không, chân thành lắm em. Anh tha, anh cũng có mắt nhìn người lắm, không phải anh bà con gì với này đâu, nhưng mà anh thấy ảnh là rất là chân thành luôn. Sắc sảo lắm nè. Em là hơi sắc sảo. Bạc mẹo trước sau. Khó hiểu luôn nha. Thôi nói gì thì chúng ta đã có duyên với nhau rồi. Nắm tay nhau thì phải sao nha. Ôm nhau. À, xin phép em chân hôn em. Đấy nha. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút, chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân, thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu các bạn. Xin mời hai bạn. Tại sao mỗi lần lên đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình, đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hôn nhưng mà vô rạp phim hôn lia liền. Ừ. Rồi, dù sao thì cũng chúc cho hai bạn gặp nhiều may mắn ha. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Và bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn, đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic, tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn, đó là một TV cao cấp, đỉnh cao công nghệ smartphone UBC TV trị giá 9 Smart triệu đồng. Smart TV. À, xin lỗi. Đây là một chiếc TV UBC TV đỉnh cao công nghệ Max TV điều khiển bằng giọng nói trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, chúng ta hãy tìm hiểu nhau thật kỹ và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm có tin vui báo cho chúng tôi nhé. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ từ. Quà tặng nhiều.